Ok anh em nhà mình nhá, xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hay Audio nhá. Hôm nay thì em có nhận một cái đơn hàng để thứ nhất là bán cho bác cái một bộ mic để đi sự kiện, thì em sẽ chọn bộ mic giá tầm tốt. Đó là bộ mic JD CX50. Đấy, và em sẽ làm một cái con vang luôn cho bác ấy để bác ấy về nhà bác ấy có thể đi sự kiện anh em nhá. Thì đây là ui sổ. Vậy anh em nhá. Đấy, ở đây thì là một cái con vang số thì em sẽ lấy là em sẽ xem con này là X5 hay X8 nhá. Con này là của anh Đạt. Đấy, ở người ở như Phan Thiết. Thì con này nó đây, các bác nhìn bác cái đóng hàng rất là chuyên nghiệp nha các bác nhé. Đấy chưa? Rất là thích luôn, đúng không? Đấy, con này thì nó là anh Đạt 0814 865 786. Đó, ok, cho bây giờ anh em mình sẽ bóc ra nhá. Em vừa mới nhận được hôm qua nhưng hôm nay em cũng có thời gian em làm đây. À, ok cho anh em. Và để em sẽ đắp vàng nhiều em gửi đi cho anh em. Ok chưa? Này ta sẽ bóc ra. Ta làm. Hiện đây thì em cũng cho anh em xem cái kỹ thuật của cửa hàng bên em luôn nhá. Đây anh em nhà mình này. Đấy, rất là cẩn thận luôn. Rất là cẩn thận các bác nhá. Đấy, bọc một túi đen này. Cái này tí này em sẽ để đây và em gói lại luôn. Đấy. Ok anh em. Ok các bác nhá, đây là một con vang X8. Ok cho anh em. Đó, đây là một con vang X8. Và giữa X5 với X8 thì X5 nó cũng có cái mặt này, nhưng mà X8 thì nó sẽ có hai đường mic anh em nhá. Đấy, mic A và mic B đây này. Các bác xem này. Mic A và mic B đây nhá. Hai đường mic nha anh em. Ok chưa? Đấy, bây giờ thì em hai sẽ kết nối vào và em hai sẽ là kết nối phần mềm. Và sẽ là làm con vang này. Đấy, để cho các bác và các anh cùng nhau chiêm ngưỡng, em sẽ làm 3 chế độ để hát karaoke. Một chế độ nghe nhạc. Đấy, một chế độ để cho MC nói và một chế độ để làm effect rừng anh em nhá. À, làm chế độ để effect rừng có nghĩa là bây giờ thì em sẽ là set up luôn cho anh em để anh em có thể là trực tiếp và xem trải nghiệm ở đây. À, là em làm từ A đến Z ngay lập tức ở trên đây luôn. Con vang này còn khá là mới và khá là đẹp các bác nhé, qua xem đó. Ok chưa? Thì em cũng rất là vui vì cái độ tin tưởng của mình rất tốt này, để cho tất cả các bác có thể gửi những cái dòng vang rồi gửi những cái sản phẩm về để cho cửa hàng bên em có thể là giúp tất cả các bác có một cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn, đúng không ạ? Thì cũng rất là vui ở cái chỗ đấy là cái uy tín nó cũng rất là ok rồi. Đấy, quan trọng nhất là uy tín các bác ạ. Tức là không uy tín thì chắc là cũng không ai gửi đâu. À, ok cho anh em nhá. Bây giờ em sẽ cắm trực tiếp vào đây và em sẽ kết nối với phần mềm. Đó, ok cho anh em. Đây thì em sẽ sử dụng một con đài 4 kênh. Đấy, và em sử dụng một đôi loa của PE Audio và em sử dụng một con mic CX50 đấy. Thì em mời tất cả các bác có thể là xem và mọi người có thể là cùng nhau là xem em hai setup các bác nhé. Đây. Trước tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra cái volume của mic. À, tất cả chúng ta để vào cửa volume của mic các bác nhé, cũng như các bác nhận vang ở cửa hàng bên em thôi. Thì các bác phải kiểm tra cái volume của mic này. Đấy, xem là cái volume của mic nó ok chưa. Cái volume của mic này các bác tránh để cái trường hợp là để nó maximum nhé. Bởi vì maximum là nó dễ bị vỡ tiếng mic. Ok chưa? Đó, anh em để nó vừa để tầm 1 giờ cho em hai nhá. Đấy, quay lên tầm 1 giờ. Ok. Đó. Thì cái mic này em đã cắm vào rồi. Thì bây giờ em sẽ là cắm trực tiếp cái mic vào này. Cắm mic vào. Đó, em bật mic này nhá. Thì thường thường với những anh em đi làm show sự kiện thì người ta sẽ yêu cầu những cái dòng mic mới này nó nhiều hơn anh em ạ. À, mic mới thì nó sẽ mang lại cái sự ổn định tốt. Đấy, và hát gia đình cũng rất là ok đi sự kiện. Nhưng mà cái mic mới thì nó sẽ nhỉnh hơn so với những cái dòng mic vải với mức giá anh em nhé. Nên anh em cũng phải chấp nhận cái chỗ đấy. Ok chưa? Đấy, và tiếp theo là ta sẽ cắm nguồn của vang lên. Để anh em nghe. Được chưa? À, cắm nguồn của vang lên. Đây thì các bác. À, con này thì nó là cái dòng vang X8. À, X8 anh em nhé. Được chưa? Đó, và con này thì nó sẽ ăn USB ở đây. Em sẽ kết nối cái phần USB cho tất cả anh em mình. Ok nhá. Em sẽ kết nối phần USB lên cho anh em mình. Đấy, ok các bác nhá. Đấy, khi mà kết nối xong rồi, cắm xong hết rồi thì nó sẽ như thế này.
đây anh em. Đấy, và em sẽ bắt đầu ta test nhạc và test mic. À, test nhạc xem là tiếng nhạc có ok không, tiếng mic có ok không. À, ok chưa? Đi 5555 đi 6745 hi 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 55555 là cái này nó có mic này. Đi 555 6745 23 hi hi hi. Đó, nhạc có này. Ok anh em nhá. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần effect. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tỉnh cái mic làm sao cho nó cái tiếng mic thu nó tốt. Đấy, có nghĩa là em phải tỉnh cái bình thường thì chúng ta sẽ tinh chỉnh trước là cái tiếng mic thu. 5 5 6 7 4 5 2 3 4 5 6 7 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 hi hi 4 5. Cái bước chỉnh cái mic thu này nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ là giúp cho anh em có một cái tiếng mic rất là trong. Nhưng mà anh em phải nắm được cái kỹ thuật của loa 30, loa 40 thì anh em mới làm được các bác nhá, chứ không phải là cứ lút máy tính vào là làm được đâu. Đi 5 5 6 7 4 5 hay hay 5 5 5 5 6 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Thì em chỉnh cái tiếng mic thu nó cũng khá là ok rồi. À, ok thì các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ đưa cái effect vào. Thì chúng ta sẽ là xem cái phần effect này. Đây là em hai sẽ chỉnh trước là cái phần hát, phần là gì nhỉ? Phần anh em dùng để hát karaoke trước các bác nhé. À, em sẽ chỉnh trước cái phần hát karaoke trước. À, chứ còn sau đấy là tí nữa em sẽ chỉnh thẳng luôn cái phần chấm effect rời cho anh em xem luôn nhá, cho anh em nhà mình xem hẳn luôn. Đi 5 5 5 6 7 4 5 2 3. Đấy, và vang số thì tất cả các bác phải có gì ạ? À, là phải có phần mềm nhá thì các bác mới chỉnh được, chứ còn chỉnh vang số mà không có phần mềm là không chỉnh được. Ok nha anh em, vang số mà anh em quay tay là rất là khổ. Đi 5 5 5 5 5 6 7 4 5 2 3 6 7. Ok nha các bác nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ chỉnh, và sau khi chỉnh thì em sẽ là quay video cho bác xem từng mốt một nhá. Đấy, bởi vì cái phần chỉnh này nó cũng khá là dài nên là anh em mình xem thì nó rất là mất thời gian. Ok chưa? Và đặc biệt là nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Đây, em sẽ chỉnh xong và em sẽ mời tất cả các bác nghe thử này nhá. Đây, mời các bác nghe thử nhá. Ok anh em nhá. Đấy, và em sẽ là setup xong rồi. Và bây giờ thì em sẽ là như thế nào nhỉ? Em sẽ là để cho anh em có thể một cái trải nghiệm tốt nhất. Ok anh em nhá, đây là em sẽ cho anh em trước hết là ba cái chế độ để anh em hát karaoke trước anh em nhá. Cái chế độ đầu tiên là cái chế độ echo reverb, thì em ai sẽ để ở như chế độ M1. Đấy, thì anh em sẽ có echo và reverb rất là tốt để anh em hát karaoke, đúng không ạ? Đấy, bây giờ thì em sẽ làm mời các bác có thể là nghe thử cái chế độ echo và reverb các bác nhá. Đây, echo và reverb này. Đấy, chết. Ok anh em đợi tí em lại vào lại phần mềm nhá. Đây, chế độ đầu tiên là chế độ của echo và reverb anh em nhé. Anh em có thể xem cái chế độ của echo và reverb. Thì đây là cái chế độ để bác chủ hát ở nhà. Đấy, ông sẽ hát ở nhà đầu tiên. À, ok chưa? Đây. Đi 5 5 5 5 4 5 6 7 cây trúc sinh tang tình là cây trúc mộng qua chị hai đứng một mình qua lưới như cùng sinh. 5 5 5 5 6 7 4 5 hi hi. Ok chưa? Đấy, và cái chế độ thứ hai là cái chế độ của reverb các anh nhá. Đấy, reverb. Ok, em sẽ gọi chương trình của reverb ra và các bác có thể nghe đây ạ. Hi hi 5 5 5 cây trúc sinh tang tình là cây trúc mộng qua lối nhỏ bên bờ sông, chị hai sinh tang tình là chị hai đứng một mình qua lưới như cùng sinh.
5555. Đó, đây là cái chế độ M2, là cái chế độ của Zivert. Đây, cái này thì hoàn toàn là ông anh có thể để cho anh em và các bác có thể hát, không cần phải qua mixer cũng được, và hát ở những không gian lớn là hát đều ok nhá. Cây chúng sinh tang tình là cây chúng mộc. Bởi vì là cái phần Zivert này thì nó là cái tiếng dội, anh em có hiểu không ạ? Đấy, chứ nó không phải là cái tiếng lặp lại. Mà nếu như anh em làm ở không gian ví dụ như là lớn lớn một xíu mà anh em để hát echo thì cái tiếng lặp nó sẽ rất là khó chịu và nó sẽ truyền đến tai người nghe, nó sẽ chậm hơn. Đấy, nó là lặp chậm hơn và nó sẽ là để cái độ trễ của mic rất là nhiều, nên anh em không ai người ta làm echo cả. Đấy, echo chỉ có dành cho những người bác ở trong gia đình mà người ta biết không biết hát thôi. Có nghĩa là hát nó bình thường thôi thì nó sẽ đỡ cái lời của mình và nó sẽ giúp cho mình có những cái độ ngân luyến lái rất tốt. Còn Zivert thì nó sẽ là thường thường là không gian lớn và những anh em biết hát thì hát Zivert nó sẽ rất là hay. Đây, cứ mút Zivert đấy các bác nhé. 5555. Ok chưa? Đấy, và tiếp theo nữa là một cái mút của Echo. Cái mút này là cái mút thứ ba, là cái mút của Echo. Đấy, cái mút Echo này thì nó sẽ nhiều Echo. Đặc biệt là bác kể cần hát alo cái là nó sẽ tự ngân cho mình rồi. Đấy, hát rất là nhẹ luôn. 5 6 7 7. Cây trúc sinh tang tình là cây trúc mộc, qua lối đỏ bên bờ sông, chị hãy sinh tang tình là chị hãy đứng một mình, qua lưới như cùng sinh. 5555. Ok anh em nhá. Đấy, cái mốt thứ ba này sẽ là cái mốt mà em hai sẽ để cho bác khách, là cái mốt của echo. Cái mốt echo. Và cái mốt echo này thì nó cũng rất ít xài thôi, bởi vì là cái này chỉ xài trong gia đình là nhiều. Đấy, ok cho anh em. Và cái mốt thứ tư là các bác có thể nhấn M4. M4 nhá. Đấy, M4. Anh em có thể nhấn M4 này thì nó sẽ là ra một cái chương trình của MC. Đấy, cái chương trình của MC anh em nhé. Đây, chương trình của MC thì nó có một tí gì vừa thôi. Đây, ok. Đấy, và để liên tục chương trình thì xin mời tất cả các bác có thể là theo dõi kênh của Hai Audio. Thì mọi người có thể là đăng ký kênh và ủng hộ cho cửa hàng bên em Hai một nốt like các bác nhé. Đấy, bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy muốn đăng ký để các bác có thể xem những cái buổi em Hai setup vang như thế này. Đấy, tiếng rất là hay anh em nhé. Đấy, nó truyền tải đến tất cả các bác những cái gì nó tốt nhất. Và đặc biệt với tất cả các bác rằng là em hai thì đặc biệt với tất cả các bác rằng là em hai thì cũng rất là vui. Đấy, khi mà được tất cả các bác tin tưởng. Ok chưa? Đấy, tiếng rất là ok anh em nhé. Đây là cái mốt số 4, là cái mốt mà sẽ là để MC người ta nói. Anh em có thể nhấn 14 là có thể ra là MC người ta nói anh em nhé. Đấy, và tiếp theo đây là một cái chương trình nữa, là chương trình thứ 5. Ok cho anh em. Đấy, cái chương trình thứ 5 này thì là cái chương trình là FX rời. Cái chương trình này sẽ là cái chương trình FX rời. Và em sẽ là test từng cổng FX rời một để cho bác khách về có thể chơi. Ok cho anh em. Thì em mời tất cả các anh cùng xem nhé. Đấy, ok. Ở cái chương trình này thì nó sẽ không có tiếng tiếng nhạc ở trong vang đâu. Bác nhá. Và cái cổng của em ML và MR có nghĩa là cái đường bên ao này. Em hai sẽ để echo về Zivert nhá. Đây. 5555 6 7 4 5. Cái này thì anh em người ta sẽ lấy lên cái mixer và người ta có thể chỉnh to nhỏ ở dưới vang thoải mái anh em nhá, và ít nhiều nó ở trên cái fader ấy. Nó ở trên cái cần gạt của cái mixer. Thì anh em có thể là cân đối nó rất là thoải mái luôn. Đây nhá, đấy các bác, nếu như mà đây là cái cổng M và L, có nghĩa là hai cái đường bên nào. Ok cho anh em. Đấy, cho nó dễ nhá. Đấy, em sẽ là cái này nó cũng giống như là cái X8 rồi đây. Thì em sẽ để hai cái đường M L này thì sẽ là hai cái đường bên nào ra thì sẽ là echo cổng gì bớt. 5556. Thường thường FX rời thì tất cả cổng nó đều không có nhạc anh em nhé. Nhạc anh em lấy ở mixer hết. Ok chưa? Đây ạ. Đấy. Cây trúc sinh tang tình là cây trúc mộc. 5555. Ok chưa? Đấy, và bây giờ em sẽ cắm sang cái đường của gì ạ?
em sẽ cắm sang cái đường của center. Và center đây là cái đường center, thì center này em chỉ để mình reverb thôi. Đấy, anh em có thể là bỏ mic cái phần reverb ở đây. Đó, ok chưa? Em sẽ để một mình cái phần reverb ở đây thôi. Đấy các bác nhá, đây. Cái reverb ở đây thì nó chỉ có một cái cổng độc lập nhá, nên là đây này, anh em nghe này. Thì ok chưa? Đây. Anh em có thể nghe nhá, cái cổng độc lập này. Đây là center nhá. Đấy, cái đường này này. Cái đường này nó chỉ ra tiếng mic, và tiếng mic nó chỉ có reverb không thôi anh em nhá. Năm 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 năm. Năm 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 năm. Kể chúng sinh tan tình là cây chúc mộng. Năm 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 năm. Qua lối đỏ bên bờ sông. Năm 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 năm. Chỉ hai sinh tan tình là chỉ hai đứng đứng một mình. Năm 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 qua đời như cùng sinh. Năm 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 năm. Đó, đây là cái của center anh em nhé. Và cái đường của showdown này thì em hai sẽ để cho bác khách là một mình echo không. Echo không anh em, ở đây showdown này. Anh em có thể, đây em sẽ cắm sang cái phần showdown này cho anh em. Đó, khi anh em làm effect rời anh em lựa chọn thoải mái nhé. Anh em cứ like từ cái cổng này xuống đến cái mixer là hoàn toàn là anh em có thể thoải mái anh em sử dụng rồi. Anh em thích cổng có echo thì anh em like cổng echo xuống. Anh em thích cổng echo reverb thì anh em like cổng echo reverb. Anh em thích cổng reverb thì anh em có thể like cổng reverb. Đơn giản đó thôi. Đấy, và anh em to nhỏ ở dưới đấy và có thể chỉnh bass tab trực tiếp ở dưới mixer luôn các bác nhá. Rất là dễ thôi các bác ạ. Đấy, đây. Cái đường này sẽ là cái đường của echo này. Echo anh em nhé. Đây. Năm 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 sáu năm 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 sáu bảy bốn năm 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 năm. Cây chúc sinh tan tình là cây chúc mộng. Năm năm năm. Rất là tiện lợi với những cái dòng băng số anh em có thể đi làm hát karaoke, nó rất là tuyệt vời. Và chúng ta chỉ sử dụng những cái mốt 1, mốt 2, mốt 3 và mốt 4 thôi anh em nhá. Đấy, và thì em hai cũng nói với tất cả các bác rằng là đối với chúng ta thì em cũng hỗ trợ rất là tốt cho tất cả các bác. Ok chưa? Thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp đến với cửa hàng bên em để các bác có thể trải nghiệm được cái sản phẩm tốt nhất. Ở đây thì nói thật với tất cả các bác rằng là em thì cũng là một cái người bán hàng, nhưng mà nói thật với các bác rằng là em bán hàng cũng rất là lâu rồi. Đấy. Ok, giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái mốt đầu tiên là cái mốt của echo cộng reverb này. Em sẽ lưu con vang lại và em sẽ gửi cho bác khách cộng cái bộ mic này các bác nhé. Đây. Đấy, em sẽ lưu con vang lại và em sẽ gửi này. Năm 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 năm. Đấy, quay về cái mốt của hát karaoke gia đình nhá, bờ 1. Bờ 5 thì anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Bờ 5 thì 6 7 7. Bờ 5 thì rừng là lá gió mai lỡ không về chắc em buồn biệt mấy, sáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Năm năm năm. Tiếng rất hay các bác nhá. Đấy, và thì em sẽ là lưu con vang lại lại này, và em sẽ để cái chương trình này đầu tiên để cho các bác có thể là sử dụng ở trong gia đình nhà mình. Thì cũng rất là vui vẻ với các bác luôn. Thì đấy, các bác có thể là vừa mới xem qua một cái buổi em hai setup băng cho các bác. Và một con băng em hai setup cũng rất là mất là nhiều thời gian, chứ không phải là em hai bỏ vào rồi hai làm cái là nó xong. Ok cho anh em. Nên là nhiều khi là các bác cũng phải là thông cảm chút với em hai. Có những đơn hàng em hai chậm 1-2 ngày thì nó là cái chương trình là nó nhiều quá thì chúng ta setup nó không kịp các bác ạ. Chứ cũng không phải là
là mang về rồi là ốp vào thế này thế kia đâu các bác nhá. Ok chưa ạ? Đấy, và vừa rồi thì em Mai cũng đã làm xong một cái chương trình là hát karaoke Eco cùng Dì Vợt Eco. Đấy, và một chương trình MC và một chương trình để các bác làm effect rời khi tất cả các bác sử dụng. Ok nha các bác nhá. Và em cảm ơn tất cả các bác nhá. Em hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Chúc tất cả các bác xem video của em Hai vui vẻ và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng bên Hai bằng nút like các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ. Bye bye.